Sáng hôm nay thì Sang đang ở nhà, thì một xíu nữa Sang có một cái việc quan trọng là Sang sẽ chở bé Mai ra ngoài thị trấn để mà mua một đồ chuẩn bị đón một cái thành viên nhỏ trong gia đình của Sang ha. Thì như thế này, từ cái lúc mà Sang với bé Mai đám cưới đến ngày hôm nay ấy, thì cũng đã một cái thời gian rất lâu rồi. Và Sang có nói với mọi người á, là bé Mai vợ của Sang á, thì đã có em bé. Và đến ngày hôm nay ấy, thì em bé đã được gần 7 tháng rồi mọi người. Nên Sang với bé Mai thì ngày hôm nay á, định là sẽ đi ra ngoài trấn để mua quần áo rồi đồ đạc này kia để chuẩn bị đón em bé chào đời cho mọi người. Nên sáng ngày hôm nay thì Sang ở nhà để mà một hồi chở bé Mai ra ngoài thị trấn mua đồ. Còn bé Mai thì đang chuẩn bị đồ đạc ở trong đó. Rồi hai vợ chồng Sang đi, sẵn tiền thì Sang sẽ quay lại clip để cho mọi người xem. Em đem đồ hết chưa? Giờ thì bé Mai cũng vừa mới chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi mọi người. Giờ có lẽ là hai vợ chồng Sang sẽ đi chở bé Mai ra ngoài thị trấn để mua một ít đồ chuẩn bị đón thành viên mới nha. Mấy con chó này mình đi đâu cũng đi theo ha. Con kia còn tha gì trong miệng kìa. Giờ hai vợ chồng Sang lên xe để mà đi ra ngoài thị trấn nha. Xe này của Sang và xe này của bé Mai. Thường thì hai vợ chồng đi sẽ chạy xe này nha, tại vì bữa mai có em bé mọi người, nên đi xe đi rừng của Sang thì rất là sốc. Xe này chủ yếu đi rừng thôi, với lại chở mấy đứa nhóc nó đi, tại vì nó chạy được xa. Đây, em còn quên gì không? Đi ha. Thấy quần không ạ? Thấy cái khái không đây ha? Thấy cái khái nãy thì Sang với bé Mai chạy ra ngoài thị trấn á, cũng đã mua được hết những cái đồ đạc cần thiết để chuẩn bị đón em bé sắp đến rồi nha mọi người. Thì đồ đạc á thì mua ở đây được 2 túi luôn, do Sang với bé Mai á đây là lần đầu tiên đi mua nên cũng không biết mua cái gì đầy đủ, nên mua mỗi thứ một ít, khi nào thiếu thì sẽ mua thêm. Đồ chủ yếu là mua đồ cho trẻ sơ sinh đó mọi người, khăn giấy rồi khăn quần áo. Đồ này kia thôi, không có gì nhiều hết cả. Khăn tắm đồ này kia. Đấy, mỗi thứ mình mua một ít. Quần áo của em bé. Thì em bé mới sinh ra thì cũng không có lớn mọi người, nên mua những quần áo nhỏ thôi. Khăn sữa. Bao tay.
Có. Đồ đạc cho em bé thì Sang với bé Mai mua cũng gần như là đầy đủ rồi mọi người. Mai mốt em bé chào đời á thì thiếu cái nào mình thì mình mua bổ sung thêm cái đó. Thật ra thì Sang với bé Mai, hai đứa Sang á, sinh ra và lớn lên trong những cái gia đình mà có hoàn cảnh rất là khó khăn, nên hai đứa thì hiểu được cái sự thiếu thốn từ nhỏ là như thế nào. Nên Sang với bé Mai lúc nào cũng cố gắng hết cái bản thân mình để sau này hy vọng rằng khi mà con của hai đứa sinh ra thì sẽ nhận được những cái thứ tốt nhất từ Sang cũng như là từ bé Mai. Thì đang soạn lại đồ trong nhà, còn Sang thì đang ở phía sau bếp để chuẩn bị nấu một cái bữa cơm trưa. Thật ra thì từ cái lúc mà Sang lấy vợ đến ngày hôm nay á, đa phần là bé Mai nấu cho Sang ăn thôi. Nên hôm nay thì dù sao cũng nghỉ ở nhà một ngày, nên Sang là quyết định là sẽ nấu một cái bữa cơm thật là ngon để mà ăn cùng với tất cả mọi người ha. Nên khi sáng sẵn tiện cho bé Mai đi mua đồ á, thì Sang ghé ăn chợ mua ở đây được một cái chép rất là to, mọi người xem đây này. Con này thì nặng gần hơn 3 kg nha. Thì bé Mai có em bé nên ăn cá chép thì cũng rất là tốt, nên mua một cái chép to này này để cho bé Mai ăn cho thật đã. Giờ thì Sang sẽ bắt đầu là mần chế biến cá chép này. Con cá chép mà Sang vừa mới mần xong nha mọi người. Con cá ngày hôm nay Sang mua thì nó rất là to luôn, nên cũng không biết là nấu món gì cho nó ngon nhất, nó bổ nhất dành cho bé Mai. Nên hôm nay thì Sang sẽ quyết định là làm món cá chép hấp nha. Thì để làm món này á, bây giờ thì Sang sẽ bắt đầu là phi lê nhỏ cá chép ra để mà một hồi mình hấp á, cho nó thấm gia vị lại ngon. Giờ Sang sẽ khứa nó thành từng đường như thế này thôi, kiểu giống như là mình làm cá nướng nha mọi người, nhưng mà mình không có nướng, mình hấp đó. Đây, khứa nó thành những cái đường nhỏ nha. Vừa mới khứa ra xong nha. Bây giờ thì sẽ bắt đầu là tẩm ướp gia vị cho con cá chép để chuẩn bị mình đặt lên bếp lửa mình hấp. Thì để làm món cá hấp này á, thì Sang chuẩn bị ở đây một ít sả, một ít muối tiêu, ớt bột, hành tím, với lại là một ít rau thơm băm. Tại vì con cá chép này á, nó cũng là loại cá có một số mùi tanh á, nên phải ướp qua hành sả đập dập như thế này này, thì cho nó đỡ thử đi cái mùi tanh á ha. Thì sả thì Sang sẽ cho vô trong bụng đó, chứ không cần phải là băm diễn ra, để một hồi mình hấp cho nó thơm mọi người. Còn tỏi với hành tím á, thì Sang sẽ ướp ở ngoài. Đây này là hành tím, mình sẽ sát nó phía ngoài nha, để cho cái hành tím nó khử cái mùi tanh phía ngoài của con cá. Khi ướp tỏi với hành tím xong á, tiếp tục là Sang sẽ cho cái phần muối tiêu với lại ớt bột của mình lên trên phía trên con cá. Xong rồi mới bắt đầu là mình chà đều nó ra. Cá thì Sang vừa mới tẩm ướp hai mặt của nó. Tiếp theo là Sang sẽ cho cái phần rau thơm mình băm nhuyễn này nè vào phía trong con cá nha. Một ít phía trong với là một ít phía ngoài. Cá thì Sang vừa mới tẩm ướp xong. Cái Mai thì chuẩn bị cho Sang một cái nồi hấp như thế này mọi người. Gồm ở dưới thì có mấy cây trúc với lại là mấy cái tép xả để cho nó khử mùi tanh. Giờ thì Sang sẽ đặt cái con cá của mình vừa mới ướp được á vào phía trong nồi luôn. Vậy là xong, hoàn thành tất cả các công đoạn nha mọi người. Giờ thì đặt con cá này lên trên bếp lửa, chừng nào nó chín rồi đem xuống ăn thôi. Xong món cá hấp nha mọi người. Bây giờ chỉ công việc chờ đợi cho cái con cá này này, nước phía dưới nó sôi lên, nó hấp chín con cá này thì mình nhắc lên ăn. Thì làm món cá hấp này thì mọi người bỏ một ít nước thôi, đừng bỏ nhiều quá. Nếu mà bỏ nhiều quá thì một hồi con cá nó sẽ bị tanh á. Bây giờ thì đậy nắp lại để cho cái con cá nó giữ hơi nước phía trong, rồi nó từ từ nó chín nha. Đặt củi vừa vừa phía dưới thôi, đừng đặt củi nhiều quá. Cái nồi cá hấp á, thì mình cứ đặt nó lên cho bếp lửa khoảng tầm 30 phút, khi nào mà con cá chín hẳn á, thì mình sẽ nhắc xuống để mà ăn ha. Thì như thế này, hôm rày thì rất nhiều người hỏi Sang á, là tại sao Sang lại không ra video thường xuyên trên kênh cho mọi người xem. Không phải là do Sang làm biếng mà không quay video thường xuyên đâu mọi người,
Nhưng mà cái khoảng thời gian này đối với Sang á, là một cái khoảng thời gian mà rất là bận rộn đối với Sang luôn. Sang vừa phải lo cho gia đình này, vừa phải lo cho bé Mai và vừa phải đi vào rừng làm video nữa. Và những video của Sang thì thường thì mọi người cũng biết là Sang chỉ tự quay, tự cắt nên nó rất là nhiều thời gian. Nên không thể nào mà ra được cái video nó thường xuyên đều đặn giống như ngày xưa. Nên mọi người cũng thông cảm cho Sang ha. Nhưng mà hy vọng rằng mọi người cũng sẽ giúp đỡ cho Sang vượt qua cái khoảng thời gian mà bận rộn này bằng cách là xem video của Sang thật nhiều nha. Nãy giờ thì Sang cũng đã hấp xong cái con cá chép của mình rồi nha mọi người. Mọi người xem cái con cá chép hấp của Sang này, nhìn nó nguyên vẹn, nhìn rất là đẹp luôn ha. Tại vì con cá chép này á là Sang mua là cái con cá chép cứng á mọi người, nên nó không có bị bở phần thịt ra. Thì cũng lâu lắm rồi Sang với mọi người cũng không có dịp là ngồi lại cùng mẹ cùng với bé Mai mình ăn một bữa cơm rồi ha. Hôm nay thì cũng ở nhà một bữa nên nấu một cái bữa cơm mình tráng luôn. Bây giờ mời tất cả mọi người ở đây cùng gia đình Sang ăn cơm nha. Cơm mẹ. Con ăn cơm đi. Biết cứng có vẻ nổi không nữa. Hấp vậy thôi cho nó cứng lắm, để nó dễ cho. Con cá chép giòn mà. Nó cứng hơn cái thường. Phải kéo cắt quá. Cái thịt con cá chép này mọi người thì khi mà hấp lên nó sẽ rất là cứng luôn, nó không bị bở ra giống như là những con cá khác. Bóc luôn nè, cái gấp 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 đó, mẹ sắn vô con đấy, con cắt cho này phải dùng dao mình cắt mới nổi thôi. Ôi, mẹ gấp cái cục đó luôn đi. Giờ Sang mời tất cả mọi người ở đây ăn một cái bữa cơm chiều cùng với gia đình Sang nha. Cá này hấp á, thì được cái nó cá chép hấp á mọi người, được cái nó cứng lắm mọi người, nên ăn thì nó sẽ không có bị bở ra nha. Giờ ăn thì chấm với lại cái muối ớt chanh. Thôi, mời cả mọi người nha. Thơm, ngon. Mình hấp mình bỏ sả bỏ rau thơm này vô phía trong con cá mọi người thì con cá nó sẽ không bị tanh nha. Khi hấp xong ăn nó thơm lắm. Rau thơm sả phía trong con cá mình ăn được luôn mà. Cá chép hấp á, thịt nó ăn kiểu giống như là thịt heo vậy mọi người, nhưng mà ngon hơn, ngọt hơn. Con cá ngày hôm nay Sang mua để mà ăn cùng với mẹ với bé Mai ấy, thì nó to quá nên ăn thịt cá không thì cũng đã no rồi. Nhưng mà con cá mọi người làm theo kiểu hấp giống như Sang á thì thịt cá chép nó ăn rất là ngon luôn nha. Thì mọi người thấy cái cuộc sống của gia đình Sang dưới quê như thế nào? Rất là bình yên, rất là yên tĩnh luôn ha. Thì hôm nay Sang quay clip này á, đầu tiên là muốn nói với mọi người là gia đình Sang chuẩn bị sẽ sắp có một cái thành viên mới. Nên clip của Sang có lẽ cũng đến đây thôi. Nên Sang sẽ tạm dừng clip tại đây. Nếu mọi người yêu quý Sang, mọi người hãy cho Sang xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho Sang nha. Sang chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.